tràn chứa thăng tiến như dòng sông, trong nước bát ngát biển đông. Thì linh ai cao lần cao, như núi chân ngân tầng mây, cho con say sưa niềm vui vơi, trong tay ngày êm ái luôn bao. Hãy trong tương lai bên Chúa mãi chẳng phai, bên Chúa chẳng đổi thay. Tình này như mạch dẫn người tôn bát ngát đường say, như gió quyên lâm trời thay. Tình này Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Xã hội càng phát triển, con người càng muốn khẳng định chính mình. Chính vì thế, con người tìm mọi cách để khẳng định mình qua những mối quan hệ, chức vụ, để từ đó hình ảnh, tên tuổi của mình được nhiều người biết đến. Thế nhưng, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay lại dạy cho chúng ta một bài học đi ngược lại với xu hướng ấy. Bài học về sự phục vụ trong khiêm tốn. Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Đã là người đầy tớ, thì mặc nhiên người đó không có được một quyền lợi, một địa vị, một đòi hỏi hay yêu cầu nào từ chủ mình. Như vậy, đã là một điều đáng buồn
cho số phận của một con người. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu lại muốn chúng ta, những môn đệ của Ngài, phải sống tinh thần khiêm tốn một cách triệt để hơn nữa. Đó là trở thành người đầy tớ vô dụng. Người đầy tớ vô dụng chỉ làm những việc bổn phận theo lệnh của chủ, mà không đòi hỏi một sự đền đáp, một phần thưởng hay một lời khen nào từ chủ của mình. Người đầy tớ vô dụng luôn ý thức về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ của mình, luôn cố gắng hoàn thành cách tốt đẹp nhất mọi công việc mà ông chủ giao phó với thái độ nhiệt tình, hăng say, không trễ nải. Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta xét lại bản thân xem liệu rằng chúng ta đang ở vị trí nào, là đầy tớ vô dụng hay là ông chủ. Nếu đủ thành thật với chính mình, tôi phải thừa nhận rằng không ít lần tôi đóng vai ông chủ để rồi tôi đòi hỏi anh chị em mình, đòi hỏi mọi người xung quanh phải làm cái này, phải làm cái kia cho tôi, phải đáp ứng những nhu cầu, những đòi hỏi của bản thân, và hơn nữa, phải ban cho tôi những đặc ân xứng với những hy sinh, những công việc phục vụ mà tôi đã làm mà quên mất rằng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức mình chỉ là những đầy tớ vô dụng, để từ đó chúng con biết luôn sống và thực hành những bổn phận của mình trong sự khiêm tốn và trung thành. Amen.